tôi người gì? Giờ hello sỏi người gì đấy? Sao mày nghĩ đây cho mày lên đây mình gặp kia? Chủ em Nhi lên chơi không? Có chơi em Nhi chơi không? Em Nhi bảo bé chơi rồi. Ồ, nhảy lên phi không? Phi rồi. Đúng rồi, đây là nhảy. Lấy đà phi lên. Úi giời. Đấy cổ là con. Lấy đà phi. Thôi nhá, không chơi nữa nhá. Tự tắm nhá. Tắm chưa? Ok chưa? Chơi thích chưa? Chiều lại chơi tiếp nhá. Ok. Ok, không chơi gì nữa. Thôi là mình chiều lại lên chơi. Đi, xuống đi. Cái này là mẹ.
sáng cho khỏe. Ui rồi ôi, thế này thì mấy bạn bè ơi luôn. Ok, nhảy đi. Ok, con gì? Nào ấy, dịch ba cho bố đi cho nhà ơi nha. Thôi con, ok chứ. Ui giời, đứng quá. Đứng quá. Này em nghĩ là trò chơi mới quá sướng luôn. Thôi là xuống luôn là bố nào. Bye bye mọi người nào, bye bye nào. Ôi, chương trình bố buổi sáng nay thể dục đến đây là hết nhá. Cảm ơn mọi người. Mọi người thấy hay và yêu bố thì hãy đăng ký kênh của bố nhá. Cảm ơn tất cả mọi người, bye bye mọi người nha. Đây, trốn đâu rồi, bố trốn đâu rồi? Đi đâu không biết. Trốn đâu rồi? Đi trên đây em qua không? Thấy đây là đi đâu mà xin lên gác này. Đây là đây. Trời ơi. Bố mình lên đây chứ đi đâu. Chăm chăm đi ở đây. Ui giời ơi. Vừa có mấy tắm, bố mẹ nó tắm vừa có chơi trên kia, mẹ mới tắm cho con lại vào đây này. Thế con vào đây con có hỏi ai không? Ai sao con mang lại cái vòi sen xuống đây? Hả? Con vào phòng tắm có hỏi ai không? Hả? Hả bối? Thế sao con lại đi vào đây con đi tắm mà không hỏi ai này? Ai vặn nước cho con này? Vừa em để nước sẵn rồi. Ừ, chưa đủ. Thế sao con đã tắm rồi cơ mà? Con lên nó con đang lạnh đấy. Hả? À, xin lỗi bà chưa? Lỗi à? Xin lỗi đàng hoàng, quay tay xin lỗi mà. Xin lỗi bà. Là sao có được vào tắm nhà tắm của mình không? Hả? À, là sao được trốn ba vào trong đây không? Là sao được tắm để hỏi ba chứ? Đứng lên đi mà. Mà vừa mới tắm xong rồi, bây giờ con lại vào đây này. Vừa mới tắm xong xong là con... vừa có cái tắm xong mà con lại vào đây con tắm nữa đây nè. Vừa thay quần áo xong này. Đấy, mà tắm phải cởi quần áo mà chứ. Sẽ nè. À, chết rồi. Bây giờ phạt nhá. Chịt cái gì? Bây giờ phạt con nhá. Hôm nay phạt, chiều nay không cho tắm nữa nhá. Không cho chơi nữa nhá. Hôm nay rút trong nhà nhá. Đấy, tắm một mình. Mấy cái mười mấy tháng mà quay bom này không nhỉ? Đi đi con đi, đi chơi đi. Đi không? Đứng lên thay quần áo đi chơi đi anh nghe. Thôi nhanh con. Đứng lên thay quần áo đi anh nghe, chơi chơi. Nhanh lên, đứng lên. Ra chợ, đi ra chợ đi xe hàng qua đi. Đã đi xe hàng qua đi. Đi không? Đi ra đây. Đi đứng lên. Đứng lên đi, ra mẹ thay quần áo chưa? Nhanh lên. Hay rồi, ui giời ơi. Đấy, là xong không được hư đấy nhá. Xin lỗi mẹ đi, xin lỗi đi. Xin lỗi, ừ. Sao không được vào nhà tắm của mình này biết chưa? Có ngày vào.